Một trong những kịch bản ấn tượng nhất trong một trận bóng đá đỉnh cao có thể sẽ là như thế này. 90 phút đầu tiên của trận đấu là hành trình vào hang. Nhưng tất cả sẽ được định đoạt ở những phút bù giờ. Huyền Trang đâu nhỉ? Tôi đây. Tôi đang ngồi giữa trường quay của lướt trên VTV Go để chờ các bạn bơi từ hang ra đây với tôi đây. Ôi sao hôm nay nhìn khó chịu thế? Dỗi à? Không dỗi, buồn à? Không buồn, mà đang tiếc. Tiếc hai điều rất là quan trọng. Tiếc cái điều đầu tiên ấy, đấy chính là tôi là một fan của Manchester City. Điều thứ hai cũng là điều rất là quan trọng. Tôi là fan của Nguyễn Trọng Thành. Hôm trước đi thi chung kết năm của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 lại về nhì, tiếc đau tiếc đớn. Thế là bạn là ngược với tôi đấy. Tôi là fan của MU, tôi là fan của Xuân Mạnh ở Thanh Hóa, quán quân. Dỗi. Với fan trung lập như em thì em cũng khá là vui vì được xem các trận đấu mà cực kỳ kịch tính với người chơi có tinh thần đó là không bỏ cuộc đến phút cuối cùng. Và thưa quý vị, không bỏ cuộc cũng là chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Lướt trên VTV Go. Bây giờ để nhớ lại về những cái khoảnh khắc mà chính bản thân tôi cũng như là Sơn Lâm được may mắn trở thành những MC điểm cầu của trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 ấy, thì đúng thật là nói gì thì nói, mặc dù nó đã trôi qua thôi, nhưng mà cái thời điểm mà bạn Xuân Mạnh đã có một cái cú lội ngược dòng ở trong trận chung kết đấy để trở thành ngôi vị quán quân, tôi nghĩ rằng là đến ngày hôm nay sau khi mà cái trận chung kết này đã qua đi rất nhiều ngày rồi thì vẫn nhiều người vẫn tỏ ra cái sự ngưỡng mộ cũng như là ấn tượng với bạn Xuân Mạnh vì cái chiến thuật cũng như là cái cách thể hiện cái bản lĩnh của bạn ấy trong trận chung kết ý là có thể tiếc thì vẫn tiếc nhưng mà công nhận là cái giây phút nó ấn tượng thì vẫn phải công nhận, đúng không? Chính xác. Công nhận quá ngoạn mục luôn. Và để có thể đạt được cái kết quả ngoạn mục như vậy thì em nghĩ là một phần không thể thiếu đó chính là cái tinh thần không hề bỏ cuộc của bạn ấy ở những giây phút cuối cùng. Mà nhớ cái tinh thần không bỏ cuộc đấy thì thưa quý vị, nó không chỉ có xuất hiện ở chỗ vị trí người chơi của bạn Xuân Mạnh đâu, mà nó còn xuất hiện ngay cả trong lực lượng cổ động viên ở quê nhà Thanh Hóa của bạn ấy nữa. Chúng tôi ở đấy thực sự là chả ai nghĩ đến việc ở vòng vượt quê, thậm chí là nghĩ đến vị trí thứ hai là đã thấy là đúng, kỳ diệu lắm rồi. Thôi thế rõ ràng là Mạnh còn khi mà trước khi chọn gói câu hỏi, Mạnh cũng đã nói rằng là em ở trong cái tâm thế bây giờ không còn gì để mất, đúng không? Đúng rồi, kiểu như là tôi thua cũng được, ý là tôi cứ cố gắng thôi. Thế nhưng mà thực sự là bạn ấy đã không bỏ cuộc, và những cổ động viên có mặt tại quảng trường Lam Sơn hôm đấy của họ cũng không bỏ cuộc trong công việc cổ vũ của họ, và tất cả tạo nên một cái không khí mà thực sự là nổi da gà, rất là tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cổ vũ cho bạn. Hãy tiếp lửa với màn cổ vũ đặc biệt này. Tay đâu, tay đâu. Một điều cuối cùng nữa xin được nói với bạn. Xuân Mạnh thân mến, cơ hội còn đang ở phía trước. Và hãy nhớ rằng, thông điệp đầu tiên tôi muốn nói với bạn trong chương trình ngày hôm nay, hãy nhớ lại nó. Hàng ngàn người dân xứ Thanh đã có mặt ở đây. Chúng tôi muốn thấy một điều duy nhất. Đó là Xuân Mạnh sẽ chiến đấu đến những giây cuối cùng. Nói là từ hôm đấy đến hôm nay mấy ngày rồi, tôi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào tôi cũng phải xem từ đầu đến cuối cái khoảnh khắc đấy, bởi mình không cưỡng được cái mong muốn được một lần nữa sống lại trong khoảnh khắc đấy, nó quá đáng nhớ. Thực ra là cái sự nhiệt huyết rồi cái sự sôi động bên đấy, này nói thế chứ không kém gì đâu cầu Hải Phòng nhận tôi đâu. Và bây giờ quay lại với cuộc thi, thế mới thấy là trong các tình huống mà không bỏ cuộc thì nhân vật chính càng cố gắng bao nhiêu, vượt qua các thử thách, các trắc trở bao nhiêu thì em nghĩ là người xem sẽ càng cảm thấy xúc động hơn khi mà họ đạt được các cái kết quả mà họ xứng đáng. Từ những chia sẻ của Hà và thêm nữa là ở ngay phần đầu chương trình thì chúng mình cũng có nói một chút về thể thao, về những đội bóng ví dụ là Manchester United hay là Manchester City, thì tự nhiên tôi lại chợt nhớ ra một cái câu chuyện mà tôi đã được xem ở trên sóng truyền hình rồi. Đấy là câu chuyện của nhân vật bạn Tuấn Hưng, một người mà rất là yêu thể thao, cực kỳ đam mê bóng đá. Nhưng mà trước đó thì bạn cũng đã gặp một cái biến cố. Bạn ấy có rất là nhiều những cái lý do để không theo đuổi cái bộ môn này nữa và có thể rời xa cái đam mê của mình. Nhưng mà tuy nhiên bằng cái sự nỗ lực, bằng cái sự quyết tâm và quan trọng hơn hết là bạn ấy không bỏ cuộc. Thế nên Tuấn Hưng đã tạo nên một câu chuyện rất là diệu kỳ và truyền cảm hứng. Mất hai chân do tai nạn bị gấu cắn, nhưng chàng trai Phạm Tuấn Hưng vẫn kiên cường vươn lên như một chiến binh dũng cảm. Sau khi bị tai nạn thì em lại càng
có tình yêu với trái bóng hơn. Đầu tiên em tập là em chơi bóng bằng tay. Các bạn thấy em chơi bóng tay tốt quá nên các bạn cho em về làm thủ môn. Em ở gôn em nhìn các bạn chơi bóng thích quá nên em cố gắng tập luyện để có thể chơi bóng bằng chân như các bạn. Bóng đá không chỉ là một cuộc chơi, nó còn giúp chúng ta có thêm nghị lực. Những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi vừa rồi chính là hình ảnh câu chuyện của bạn Tuấn Hưng ở trên sóng Chuyển động 24 giờ từ 3 năm trước. Tôi nghĩ rằng là đến thời điểm này thì sẽ có nhiều người đặt câu hỏi rằng là thế với tinh thần yêu thể thao, yêu bóng đá và cái sự quyết tâm không bỏ cuộc thì Tuấn Hưng của năm 2023 đang như thế nào? Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ có lời giải đáp dành cho quý vị. Vâng thưa quý vị, giờ đây chàng trai Tuấn Hưng của chúng ta đã trở thành một vận động viên thể thao Việt Nam và gần đây nhất là tham gia Paragame ở bộ môn bơi lội. Còn với trái bóng, nó vẫn luôn là một niềm đam mê lớn của Hưng. Hưng vẫn thường xuyên tập luyện và cập nhật những hình ảnh với trái bóng trên trang YouTube cá nhân của mình. Chúng sang ngang. Tình huống như thế. 4 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ. Thế nhưng ở tuổi thất thập cổ lai hì, ông Chinh vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Cuối tháng 7 vừa qua, ông Chinh đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp thạc sĩ với số điểm 9.0. 45 cái tín chỉ là tôi cũng đã cao nhất lớp rồi. Các bạn bè cái lúc ấy là cũng đã nói luôn rồi là bác là thủ khoa rồi. Đấy. Thì tôi bảo không, tôi có học để phấn đấu thủ khoa đâu. Tôi đi học. Tôi được cân bằng cuộc sống, nó vừa tăng cho mình cái sự minh mẫn và bên cạnh đó là nó bổ túc những kiến thức mà rõ ràng mình còn thiếu. Là học viên U80, thế nên ông học cùng lớp với những người bạn bằng tuổi con cháu mình. Biết mình có tuổi, phản xạ và độ nhanh nhẹn không bằng các bạn trẻ, nên ông càng phải nỗ lực hơn. Ông Chinh luôn là người đến lớp sớm nhất, tích cực xây dựng, chia sẻ ý kiến trong mỗi môn học và cũng chưa từng bỏ buổi học nào. Tôi không biết là quý vị cũng như là hai bạn đây mà xem xong cái phóng sự vừa rồi của ông cụ 72 tuổi đấy, câu chuyện của ông cụ thì mình ấn tượng nhất điều gì? Cá nhân tôi ấn tượng nhất là một cái câu cụ chia sẻ là thực ra tôi đâu có muốn thủ khoa đâu, tôi học là vì kiến thức. Đấy, thì tự nhiên thủ khoa nó đến với tôi thôi. Nhưng thực ra nhá, cái câu đấy nó là một chi tiết nhỏ trong cái lời chia sẻ của cụ thôi. Nhưng mà mình có thể khái quát nó lên thành một bài học. Tức là đôi khi có những cái mục tiêu ấy mà mình cứ làm là mãi không được. Thì thực ra câu chuyện là gì? Là hãy đặt một cái mục tiêu khác lớn hơn, to hơn, xa hơn và hướng đến cái mục tiêu xa hơn đó. Thế và khi cái hành trình mình hướng đến cái mục tiêu xa hơn đó thì tự nhiên những cái thành quả nho nhỏ xung quanh nó sẽ xuất hiện. Ví dụ như những bạn nào với những cái mục tiêu nhỏ, ví dụ như là mãi không có bạn trai chẳng hạn, cô đơn lâu quá, thì đừng đặt mục tiêu là có bạn trai nữa. Mình đặt một cái mục tiêu xa hơn, to hơn đi. Ví dụ như là mình đừng đặt mục tiêu là năm nay có bạn trai nữa, mà mình đặt mục tiêu là năm nay mình có chồng luôn đi. Thế là tự nhiên trên cái hành trình mình đi tìm chồng, tìm con đấy, thế là bạn trai nó xuất hiện. Đấy là cái chuyện mà chúng mình tâm sự nhỏ nhẹ với nhau, tự nhiên bế lên. Nó là công thức mình áp dụng mà. Thế tôi hôm trước tôi chỉ tâm sự mỏng với bạn là mục tiêu của tôi năm nay có chồng có con, thì tự nhiên hôm nay bạn lại nói ra như thế. Thế bây giờ hàng triệu người khán giả đang theo dõi lướt trên VTV Go biết mục tiêu của tôi thì sao? Thế nên là tôi nghĩ rằng là tóm lại là trong mỗi chúng ta ai phải có mục tiêu và có một định hướng. Ít nhất là cho một cái điều gì đấy để mình còn có thứ mà mình theo đuổi, đúng không? Và một nơi khác mà chúng ta cũng có thể thấy được rõ cái tinh thần không bỏ cuộc đó chính là qua các game show của VTV. Và cụ thể đó chính là Đường lên đỉnh Olympia. Và sau đây thì em cũng đã tổng hợp một số các chiến thắng ngoạn mục của các thí sinh không bỏ cuộc trong game show này. Xin mời em. Bây giờ là phần thi về đích.
bước vào vòng thi quyết định về đích với số điểm 130, đứng thứ 3 trong 4 thí sinh, cách thí sinh dẫn đầu 120 điểm. Nhưng với việc liên tiếp giành về điểm số từ các thí sinh khác và thể hiện xuất sắc trong phần thi về đích của mình, thì Quốc Thái đã lộn ngược dòng từ vị trí thứ 3 lên vị trí dẫn đầu với 290 điểm để giành vòng nguyệt quế đầy cảm xúc. Đó là bài thơ Nhớ Rừng. Thái vẫn hơi lo lắng một chút, nhưng mà chắc hẳn bây giờ các bạn học sinh của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh vô cùng tự hào về bạn. Xin chúc mừng. Vậy là chúng ta đã biết người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay, đó chính là bạn Quốc Thái với 290 điểm. Nếu quý vị nhớ thí sinh có tư thế về đích độc lạ này thì chắc chắn là quý vị sẽ nhớ màn lộ ngược dòng đầy cảm xúc mà nam sinh này đã tạo ra. Nam hẳn ra sàn trường quay để bước vào câu hỏi quan trọng với ngôi sao hy vọng, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình. Mọi thứ vỡ òa khi Nhật Minh giành về 80 điểm cho câu hỏi này, ngược dòng từ vị trí thứ 3 trong đoàn leo núi lên vị trí dẫn đầu. 6 ạ. Đáp án của chúng tôi, chúc mừng Nhật Minh! Một sự bất phá vô cùng ngoan mục, và chúng tôi đang thấy ở trường quay tất cả cổ động viên đang vỡ hòa trong sự sung sướng, hạnh phúc. Câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của Nhật Minh cũng chính là câu hỏi quyết định, câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đó với ngôi sao hy vọng, với tư thế giải toán vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên duy nhất trong chương trình, chúng tôi đã thấy một màn lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục đến từ bạn Nhật Minh, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Nếu như trong bóng đá từng có luật bàn thắng vàng, bàn thắng quyết định thắng bại sau khi hai đội bất phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức, thì tại Olympia cũng có một phần thi tương tự. Đó là phần thi câu hỏi phụ khi có hai thí sinh cùng điểm khi kết thúc phần thi về đích. Bền bỉ bám đuổi trong phần lớn thời gian cuộc thi, Thúc Bảo, nam sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, đã san bằng khoảng cách với thí sinh dẫn đầu sau phần thi về đích. Và ở câu hỏi phụ quyết định người chiến thắng thì sau khi quyết đoán bấm chuông giành quyền trả lời, Thúc Bảo đã xuất sắc giành về chiến thắng chung cuộc, không thể kịch tính hơn. Ở nước ta kể từ năm 1977, trừ trường hợp đặc biệt, nước ta đã cấm sử dụng hydrocarbon thơm nào để làm dung môi pha chế sơn? Xin mời! Chúng tôi nhận được tín hiệu của Thúc Bảo. Đáp án của em là benzen. Vâng, và từ năm 1977 thì nước ta đã cấm sử dụng hydrocarbon thơm này để làm dung môi pha chế sơn. Thúc Bảo đã bao giờ pha chế sơn chưa? Dạ rồi, em ở trường em có hội trại 26 tháng 3 và lớp em đã làm dựng con trại rất vui. Và chúng ta càng thấy được tầm quan trọng của việc thực hành đúng không ạ? Vâng, Minh Hiếu đang ôm mặt. Bạn đang suy nghĩ gì vậy Minh Hiếu? Theo em thì đó là đáp án chính xác. Vậy thì Minh Hiếu hãy sang dành cho người bạn của mình một cái ôm thật chặt đi ạ. Xin chúc mừng Thúc Bảo, đó là câu trả lời chính xác. Chúng ta đã vừa được chứng là trái ngọt nó luôn luôn đợi ở cuối con đường, mà trên cái con đường đấy là không thể thiếu được cái tinh thần không bỏ cuộc. Thế sao? Mà bạn biết sao không? Tự nhiên tôi xem lại những cái hình ảnh mà Hà vừa mới tổng hợp ấy, thì tự nhiên tôi lại thấy bản thân tôi đâu đó ở đấy. Bạn biết vì sao? Bởi vì hào quang sẽ đến nhanh thôi, đó chính là con đường tôi. Phải nói là nghe một cái đoạn rap mà với những cái lời lẽ mà nó chạm đến trái tim ấy. Chính xác bạn ơi. Xúc động quá. Em nghe lời hát của anh chị là em biết là anh chị đang ủng hộ cho con đường ca hát của em đúng không? Tức là em định hát tiếp trong chương trình của mình á. Bạn ơi, Hà vừa đề cập đến vấn đề ca hát và âm nhạc à? Đúng, định hát tiếp ấy. Em ơi, thì bây giờ là chị và anh Sơn Lâm lại có một cái tín hiệu nữa là muốn truyền đến em nhá. Tức là mình có đam mê là tốt. Tốt. Mình có cái tinh thần không bỏ cuộc cũng rất tốt. Thế nhưng mà
Nhưng mà cái cố gắng ấy thì là nó cũng phải tùy từng cái lĩnh vực thôi. Chứ đôi khi mình cố gắng mà nó sai lĩnh vực chẳng hạn. Ví dụ thôi nhá, thì nó thành ra là cố chấp. Mà cố chấp là chết dở đấy. Nói chung ấy, là mình phải nói cho nó chuẩn. Tức là gì? Không bỏ cuộc. Nhưng mà phải là không bỏ cuộc một cách tỉnh táo. Chính xác. Tóm lại là cái gì quá cũng không tốt. Ví dụ như trong cái mối quan hệ tình cảm nam nữ, nữ nam, người ta đang tán tỉnh nhau chẳng hạn, thì lúc này nó là chính là cái ranh giới đấy. Thế ví dụ như là chàng trai tán cô gái ấy, xong cô gái bảo là không, em không thích anh đâu, em không yêu anh đâu. Bây giờ chàng trai có hai lựa chọn. Một là buông, thôi, thì rất có thể sẽ được liệt vào danh sách là à, anh này tỉnh táo, thấy cô kia bật đèn đỏ là mình thôi ngay. Hợp lý đúng không? Nhưng mà nếu anh ấy cố một tí nữa thì sao? Kiên trì tán lại xong cuối cùng lại happy ending, thành công rực rỡ hay sao? Đúng rồi. Đúng không? Thế là đôi khi là cái ranh giới nó làm người ta khó quyết định. Ngay trong bộ phim Không Ngại Cưới, chỉ cần một lý do đang chiếu trên sóng VTV lúc này, có hai nhân vật đúng trong cái tình huống này luôn, Ân và Yến. Anh Ân là sao? Quản lý cái tòa nhà nơi cô Yến này đang làm việc. Cô ấy muốn ký một cái hợp đồng thuê văn phòng ở cái tòa nhà này. Mà anh Ân này là có tình cảm với cô Yến. Đang thích. Lao vào tán tỉnh. Cô này có thấy cái tín hiệu đó. Ê, cô ấy lợi dụng thì nói nghe hơi quá nhưng mà đúng thế thật. Nhân cái cơ hội mà anh này đang lao vào anh tán mình là ký ngay được một cái hợp đồng thuê văn phòng giá rẻ. Em nghe báo giá tăng phí của tòa nhà. Ừ. Em vã cả mồ hôi. Ừ. Em nghĩ chắc em phải tìm tòa nhà khác để thuê thôi anh Ân ạ. Ấy. Báo giá cao thế. Chết bọn em. Không. Yến phải hiểu đây là cái giá trước khi thay đổi. Giá của cái ngày mà chưa có Yến bước đến bên đời. Về bên Yến ấy mà, anh có thể discount cho một cái giá ước ao nha. Em cảm ơn anh Ân. Anh sống đúng như cái tên luôn, chuyên mang ân nghĩa đến cho cuộc đời. Thực ra là cùng trên sóng của VTV lúc này ấy, cũng có một bộ phim đấy là Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Ở trong đấy thì cũng có một cái tuyến nhân vật mà tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ mà đang có một cái sự yêu đương cố chấp mù quáng là cũng nhìn thấy ở trong đấy. Đấy là cặp đôi của Cương và Trà. Trà đây là một cô thiếu nữ, chưa đủ tuổi yêu đương đâu. Đúng. Nhưng mà Cương là bằng mọi giá nhất quyết đã rất là nhiều lần tấn công một cách vồ vập, và thậm chí là còn đòi bắt cô này về làm vợ. Trong khi đấy chưa cần biết là người ta có yêu mình hay không, người ta có thực sự là có mong muốn tình cảm với mình hay không. Thì tôi nghĩ rằng là cái này cũng là liệt vào một cái dạng gọi là yêu cố chấp và mù quáng. Tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày. Cái này của mẹ anh, dính mãi mới lấy được. Tặng Trà. Tao không cần, đừng có làm phiền tao nữa. Nhưng mà Cương thích Trà mà. Tao ghét mày. Nhưng mà Cương cứ thích Trà, phải làm thế nào? Trà. Khổ quá nhờ. Anh có phải con ma đâu mà sao em cứ phải né tránh anh kiểu đấy nhờ. Trà, từ nghe nói đã. Bỏ tôi ra. Nghe nói đã. Anh bỏ tôi ra. Dừng tôi ra. Nghe hai chị nói thì hay đấy, nhưng mà tại sao thực tế nó lại không như vậy? Hả? Chị Mỹ Lan. Đúng, đúng, biệt dược đen, Mỹ Lan và Tuyển. Tôi làm gì đâu. Tôi thấy là cái vai Mỹ Lan là tán tỉnh anh Tuyển là tới tấp luôn đấy. Đúng mặt rồi luôn ạ. Trực diện luôn đấy. Tập trước thì cưỡng hôn, tập sau thì đến nhà cũng đòi hôn, nhưng mà hôn má. Không. Má anh Tuyển có bật đèn gì đâu. Nào, bây giờ để tôi phân bua, tôi khẳng định nhá, tôi là mù tạt, chứ tôi không mù quáng. Thêm nữa là nhá, cái chuyện này là cái chuyện tôi và anh Tuyển là có tình cảm với nhau, chẳng qua là đang ngại con gái thôi. Với lại tức một cái là như này quý vị ạ, tôi là đang thoại trong vai trò của Mỹ Lan nhá, gạo chuẩn bị nấu thành cơm rồi, tự nhiên lại có cuộc điện thoại báo án chứ. Linh à con. Đang vô ý thật đấy. Có con ở nhà mà cứ... Vô ý chứ mà vô ý. Em cố tình đấy. Alo. Ở đâu?
Tôi đến ngay. Có án à anh? Bờ sông, quận Thiên Thủy. Mình đi thôi. Vâng, thưa quý vị, đấy chính là diễn biến tình cảm của Mỹ Lan và Tuyển trong bộ phim Biệt Dược Đen. Bên cạnh đó thì những diễn biến về vụ án vẫn còn đang rất là căng thẳng và nhiều chi tiết tình tiết thú vị. Quý vị hãy theo dõi bộ phim Biệt Dược Đen với khung giờ 21 giờ 40 phút trên kênh VTV3 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần. Ngoài ra thì hãy tiếp tục xem là anh Ân có thả thính và có chinh phục được cô Yến hay không ở trong bộ phim Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do vào khung giờ 21 giờ 40 từ thứ 5 đến thứ 6 trên VTV3. Và ngoài ra, một bộ phim cũng vô cùng hấp dẫn khác đó chính là Cuộc Chiến Không Giới Tuyến 21 giờ trên VTV1 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghe là thấy đúng không? Fan phê phim VFC chứ phải thế mới chuẩn chứ. Thưa quý vị, quay trở lại với chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là không bỏ cuộc. Xin được chúc quý vị sẽ không bao giờ bỏ cuộc trên hành trình chinh phục những thành công trong con đường của mình. Tuy nhiên, trong một số những tình huống cụ thể, chúc quý vị sẽ luôn luôn tỉnh táo, đừng như... Như con thiêu thân bay lâu trong ngọn lửa rồi bốc cháy. Quý vị thân mến, chúng tôi xin phép được nhanh chóng kết thúc chương trình ngày hôm nay ở đây. Quý vị vừa theo dõi... Look at VTV, go! Go, 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 go,